tên lửa, vậy thì nó nhờ vào cái công sức, cái vũ khí của chúng ta, chứ đâu có cần cái chiều cao của chúng ta, đúng không? Lại đây, anh nói nhỏ, anh cực kỳ thích em. Anh thích em hả? Nè bé lại, để anh bảo này, em biết gì về thuốc mê không? Còn anh thì gót còn lại, chứng là em đó bé. Em thấy ra anh đẹp hơn không? Đừng ngắm được việc em tò nè. Em thấy tâm trí anh đang bay không? Tình cảm anh trao là trong trắng. Trung đoàn tên lửa 274, sư đoàn phòng không 377, quân chủng phòng không quân, canh giữ bầu trời từ biên cương mây mờ đến Trường Sa trùng khơi.